cái quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tôi muốn nhấn mạnh rằng đấy là các bằng chứng lịch sử có giá trị pháp lý, chứ không phải bất kỳ một sự kiện lịch sử nào. Từ trước nay tôi biết đấy, khi tôi nghiên cứu đó, chưa có một cái quyển sách nào mà có thể tổng hợp vào trong một quyển sách gồm những vấn đề về các vùng biển và vấn đề chủ quyền của hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Được biết ông từng có thời gian công tác trong Bộ Ngoại giao và nguyên là trưởng ban biên giới của chính phủ. Vậy ông có thể cho biết cái quá trình công tác đó đã có tác động như thế nào và đã giúp ích gì cho ông trong cái việc hoàn thành cái cuốn sách? Thì cái quá trình mà tôi làm việc ở ban biên giới chính phủ mà hiện nay là Ủy ban biên giới quốc gia của Bộ Ngoại giao ấy, thì đã cho tôi được một cái vốn hết sức quý báu để tôi có thể làm được. Để tôi làm cái điều đó thì tôi biết được những thông tin gì là đúng, những thông tin gì không đúng, những thông tin gì là chính thức, thông tin gì là không chính thức, và nội dung gì nó có liên quan đến vấn đề và những yêu cầu của cái cuộc đấu tranh rất toàn diện để bảo vệ các cái vùng biển và thềm lục địa của mình, cũng như đối hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa giữa Biển Đông. Thưa ông, là từ khi ra mắt đến nay, từ đầu tháng 8, thì cuốn sách của ông đã nhận được sự quan tâm của nhiều độc giả. Vậy thì còn về phía ông thì sao ạ? Ông có nhận được những cái phản hồi như thế nào từ phía độc giả đối với mình và với cuốn sách không ạ? Là có rất nhiều cái phản hồi từ các độc giả, những cái vùng hết sức xa xôi, tận cái miền Tây Nam của Tổ quốc chúng ta ở Nam Bộ đó, rồi đến các cái vùng biên giới xa xôi, hải đảo, các đồn biên phòng. Tôi cũng rất là cảm động là vì có những thông tin từ những học giả từ phía bên Trung Quốc, có những người họ cũng rất đồng tình vì họ quan điểm họ cũng giống mình như chúng ta biết rồi, nhưng cũng có nhiều người họ lại lên tiếng bảo vệ cho cái quan điểm của họ và họ phê phán những cái quan điểm mà tôi nêu ra đây, bởi vì những cái điều tôi nói đã đến với họ rồi. Vâng, xin cảm ơn ông ạ. Hội chợ triển lãm quốc tế công nghệ sản phẩm tiết kiệm năng lượng và năng lượng xanh 2012 đã được khai mạc tại thành phố Hồ Chí Minh vào sáng 15 tháng 8. Hơn 100 doanh nghiệp với trên 125 gian hàng đến từ Việt Nam và quốc tế tham gia triển lãm Enetec Expo 2012 tập trung quảng bá các sản phẩm tiết kiệm năng lượng nhằm giúp người dân hiểu rõ hơn về những lợi ích từ tiết kiệm năng lượng, sử dụng các sản phẩm không gây hại môi trường. Khác với mọi năm, Enetec Expo 2012 có nhiều hoạt động bên lề nhằm hướng dẫn nâng cao ý thức cho người tiêu dùng trong việc sử dụng các sản phẩm tiết kiệm năng lượng, như cuộc thi vẽ tranh, đạp xe vận động tiết kiệm năng lượng và năng lượng xanh, cùng nhiều cuộc hội thảo chuyên đề về năng lượng. Tất cả những điều này dường như đáp ứng tốt hơn cho nhu cầu của các doanh nghiệp tham gia. Thì qua những cái hoạt động bên lề hội chợ cũng như cái hội thảo, chúng tôi mong muốn là cái hội chợ sẽ đem đến cho cái doanh nghiệp cũng như cái người sử dụng về các sản phẩm tiết kiệm năng lượng cũng như năng lượng xanh, những cái công nghệ, những kiến thức về cái sản phẩm tiết kiệm năng lượng để khuyến khích cái người dân tăng cường sử dụng các sản phẩm này nhằm góp phần nâng cao cái phong trào sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả tại địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, Enetec Expo 2012 cũng tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong nước tìm đối tác, mở rộng thị trường, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời, các doanh nghiệp quốc tế cũng coi đây là cơ hội tốt để tìm kiếm đại lý phân phối công nghệ và thiết bị. Qua triển lãm này thì Điện Quang có khả năng tiếp cận đến nhiều thông tin về khách hàng, có thể biết được những cái nhu cầu của khách hàng. Hiện nay khách hàng đang quan điểm như thế nào là tiết kiệm, khách hàng đang nghĩ là tiết kiệm nó phải như thế nào. Và mình có thể là nếu mà khách hàng có những trường hợp khách hàng nghĩ nó còn chưa chính xác với cái thực tế của nó thì mình sẽ có những tư vấn cho khách hàng. Tại triển lãm, nhiều sản phẩm có tính năng cao cũng đã được giới thiệu. Cũng theo như là cái nhu cầu của thị trường, càng ngày giá điện nó càng tăng, thì bên công ty VES của mình thì cung cấp 3 dòng sản phẩm đó là tua bin gió, pin mặt trời và những cái đèn LED tiết kiệm điện. Thì cái công suất của mình là phục vụ cho công nghiệp và hộ gia đình, hoặc là những cái resort khách sạn thì mình vẫn đều làm được. Tiếp nối thành công của Enetec Expo 2011, Enetec Expo 2012 do Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Hội chợ Triển lãm và Quảng cáo Việt Nam tổ chức
hứa hẹn sẽ mang nhiều lợi ích trong việc sử dụng tiết kiệm năng lượng hiệu quả và năng lượng xanh. Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 18 tháng 8. Cũng trong ngày 15 tháng 8, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ công bố đưa vào khai thác luồng hàng hải cho tàu 30.000 DWT tại cảng Nghi Sơn thuộc khu kinh tế Nghi Sơn, Thanh Hóa. Theo đó, luồng hàng hải cho tàu 30.000 DWT thuộc bến số 12 cảng Nghi Sơn có chiều dài 3,9 km, rộng đường 120m, độ sâu 11m, vũng quay chở 300m, thời gian chạy tàu 24/24 giờ. Cảng Nghi Sơn là cảng biển tổng hợp quốc gia thuộc cụm cảng Bắc Trung Bộ. Đây là cảng biển nước sâu lớn đã được quy hoạch với hơn 10 cầu cảng cho tàu 50.000 tấn ra vào với lượng hàng hóa thông qua hơn 10 triệu tấn một năm. Hiện cảng Nghi Sơn chỉ đạt công suất bốc xếp khoảng trên 1,5 triệu tấn một năm. Trong năm 2012, công ty dịch vụ kỹ thuật dầu khí phấn đấu đạt công suất bốc xếp trên 1,8 triệu tấn hàng hóa qua cảng. Việc đưa vào khai thác luồng hàng hải cho tàu 30.000 DWT tại cảng Nghi Sơn sẽ là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế không chỉ với riêng tỉnh Thanh Hóa, mà còn là điều kiện để phát triển kinh tế chung của vùng Bắc Trung Bộ trong thời gian tới. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế đã tổ chức hội nghị tăng cường phòng chống bệnh sốt xuất huyết. Trong 7 tháng đầu năm nay, tại 52 tỉnh thành trên cả nước đã ghi nhận gần 40.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 26 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2011, tăng trên 35%, hầu hết tập trung ở khu vực phía Nam. Hơn một nửa số bệnh nhân bị mắc bệnh là trẻ nhỏ dưới 15 tuổi và 5 tháng cuối năm được coi là thời kỳ cao điểm của sốt xuất huyết. Trước tình trạng này, Bộ Y tế đã đưa ra các biện pháp nhằm ngăn chặn bệnh sốt xuất huyết. Trong đó, việc triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh đang trở nên cấp thiết, cần sự chung tay của cả cộng đồng. Các cơ sở y tế cũng được tăng cường nhân lực, trang thiết bị để khám và điều trị cho các ca mắc bệnh, giám sát chặt chẽ bệnh sốt xuất huyết từ cơ sở để ngăn chặn bệnh sốt xuất huyết lan rộng. Ngày 15 tháng 8, Nhật Bản đã kỷ niệm 67 năm ngày kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai. Nhân dịp này, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda đã thừa nhận quân đội phát xít Nhật đã gây ra nhiều thiệt hại và đau khổ cho nhân dân các nước châu Á. Tuy nhiên, thì chuyến thăm cùng ngày của một số bộ trưởng trong chính phủ Nhật Bản tới ngôi đền gây tranh cãi Yoshikuni tại thủ đô Tokyo, vốn là nơi thờ các binh sĩ Nhật Bản tử trận trong chiến tranh thế giới thứ hai, đã gây ra phản ứng mạnh mẽ từ phía Hàn Quốc và Trung Quốc. Tham dự lễ tưởng niệm tại thủ đô Tokyo có Nhật Hoàng Akihito, Hoàng hậu Michiko, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda cùng nhiều nhân vật cấp cao trong hoàng gia và chính phủ nước này. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda đã nhấn mạnh cam kết của Tokyo nhằm xây dựng một thế giới hòa bình. Hôm nay, đúng 67 năm ngày kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai, với vai trò là thành viên của cộng đồng quốc tế, Nhật Bản cam kết không để chiến tranh tái diễn, cũng như nỗ lực không mệt mỏi vì nền hòa bình cho nhân loại. Nhật Hoàng Akihito cầu chúc cho hòa bình của thế giới và sự thịnh vượng của Nhật Bản. Ông bày tỏ sự đau buồn trước những sinh mệnh quý giá đã nằm xuống trong thế chiến thứ hai. Nhật Hoàng cũng hy vọng thế giới không phải chứng kiến thêm sự thảm khốc của chiến tranh. Đúng 67 năm trước, ngày 15 tháng 8 năm 1945, chỉ ít ngày sau khi hứng chịu hai quả bom nguyên tử rội xuống Hiroshima và Nagasaki, Nhật Bản đã ra tuyên bố đầu hàng, khép lại chiến tranh thế giới thứ hai, cuộc chiến tàn khốc nhất trong lịch sử nhân loại. Riêng tại Nhật Bản, đã có 3,1 triệu người thiệt mạng trong cuộc chiến này. Những con chim bồ câu đã được thả lên trời với hy vọng cho một thế giới hòa bình và không còn nỗi đau của chiến tranh. Tuy nhiên, chuyến thăm cùng ngày của hai bộ trưởng nội các Nhật Bản tới ngôi đền Yasukuni tại thủ đô Tokyo đã gây ra phản ứng mạnh mẽ từ phía Hàn Quốc và Trung Quốc, hai nước từng bị quân đội phát xít Nhật chiếm đóng trước và trong chiến tranh thế giới thứ hai. Đây là ngôi đền thờ các binh sĩ Nhật Bản tử trận từ thế kỷ 19, trong đó có cả các tội phạm trong thế chiến thứ hai từng bị xét xử. Ngày 15 tháng 8 cũng là ngày được người dân trên bán đảo Triều Tiên lấy làm ngày độc lập. Phát biểu tại lễ kỷ niệm 67 năm ngày độc lập ở thủ đô Seoul, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đã yêu cầu chính phủ Nhật Bản đưa ra lời xin lỗi chân thành vì sự thống trị của phát xít Nhật trên bán đảo Triều Tiên trong thời kỳ trước và trong chiến tranh thế giới thứ hai. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đánh giá cao mối quan hệ Hàn Quốc-Nhật Bản, coi Nhật Bản là quốc gia láng giềng gần gũi và cùng chia sẻ nhiều giá trị chung.
Theo ông Lee Myung-bak, Nhật Bản là đối tác quan trọng ở khu vực Đông Bắc Á mà Hàn Quốc cần hợp tác trong tương lai. Tuy nhiên, khi đề cập tới vấn đề lịch sử để lại là thời gian quân đội phát xít Nhật chiếm đóng bán đảo Triều Tiên, thời kỳ 1910-1945, Tổng thống Lee Myung-bak đã yêu cầu chính phủ Nhật Bản phải đưa ra lời xin lỗi chân thành. Bên cạnh đó, ông Lee Myung-bak cũng yêu cầu Nhật Bản cần tiến hành những biện pháp chịu trách nhiệm trước vấn đề các phụ nữ Hàn Quốc bị bắt làm nô lệ tình dục trong chiến tranh. Vấn đề nô lệ tình dục trong thời kỳ chiến tranh đã vượt ra ngoài mối quan hệ Hàn Quốc-Nhật Bản. Hành động này không chỉ vi phạm quyền phụ nữ, mà còn vi phạm luật pháp quốc tế và sự công bằng của lịch sử. Chúng tôi yêu cầu chính phủ Nhật Bản có những hành động chịu trách nhiệm liên quan đến vấn đề này. Đây không phải là lần đầu tiên ông Lee Myung-bak đưa ra yêu cầu này đối với phía Nhật Bản. Tuy nhiên, phía Nhật Bản luôn cho rằng vấn đề này đã được giải quyết dứt điểm khi hai nước ký hiệp ước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1965. Năm 1995, phía Nhật Bản cũng thiết lập một quỹ bồi thường cho các phụ nữ Hàn Quốc bị bắt làm nô lệ tình dục trong chiến tranh, nhưng Hàn Quốc cho rằng đây không phải là một hành động chính thức. Phát biểu của Tổng thống Lee Myung-bak được đưa ra giữa lúc quan hệ Nhật Bản-Hàn Quốc lại trở nên căng thẳng do vấn đề tranh chấp lãnh thổ. Ngày 10 tháng 8, Nhật Bản đã cho triệu đại sứ nước này tại Hàn Quốc về nước để phản đối chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak tới quần đảo tranh chấp Takeshi mà Seoul gọi là Đốc Đô. Cùng ngày, Hàn Quốc và Nhật Bản cũng quyết định hoãn cuộc gặp thường niên giữa Bộ trưởng Tài chính hai nước do những tranh cãi liên quan tới vấn đề này. Ngày 15 tháng 8, Ấn Độ cũng đã tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm ngày tuyên bố độc lập, thoát khỏi ách đô hộ của thực dân Anh, ngày 15 tháng 8 năm 1947, 15 tháng 8 năm 2012. Nhân dịp này, Thủ tướng Manmohan Singh đã cam kết đảm bảo duy trì đà tăng trưởng nhanh và ổn định của kinh tế Ấn Độ, đặc biệt trong giai đoạn khó khăn hiện nay của nền kinh tế toàn cầu. Lễ kỷ niệm ngày độc lập được tổ chức tại thành đô ở thủ đô New Delhi, nơi đúng ngày này cách đây 65 năm, vị thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ, Jawaharlal Nehru, đã treo lá cờ ba màu và đọc tuyên ngôn độc lập. Tham dự buổi lễ có Thủ tướng đương nhiệm Manmohan Singh cùng các quan chức cấp cao trong chính phủ Ấn Độ. Sau lễ thượng cờ, Thủ tướng Manmohan Singh đã đọc diễn văn chào mừng ngày lễ trọng đại của dân tộc, trong đó nêu bật những thành tựu mà đất nước và nhân dân Ấn Độ đã đạt được trong suốt 65 năm qua, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế. Ông nhấn mạnh bảo vệ nền kinh tế quốc gia trước đà suy giảm của kinh tế thế giới là ưu tiên hàng đầu của chính phủ Ấn Độ. Tôi cam kết chính phủ sẽ nỗ lực hơn nữa để kinh tế Ấn Độ tiếp tục phát triển. Chính phủ cũng sẽ bảo vệ nền kinh tế trước những tác động của nền kinh tế thế giới, tạo thêm nhiều việc làm mới cho người dân khu vực nông thôn và thành phố. Nhân dịp này, Ấn Độ cũng tổ chức diễu binh và các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại khu vực India Gate, trung tâm thủ đô New Delhi và nhiều nơi khác trong thành phố. Nhằm đảm bảo an ninh cho các hoạt động kỷ niệm ngày độc lập, các lực lượng an ninh có vũ trang và lực lượng bán vũ trang đã triển khai trên các tuyến phố và tại những địa điểm quan trọng ở thủ đô New Delhi. Khoảng 40 máy camera theo dõi an ninh được lắp đặt ở trong và xung quanh thành đỏ. Bộ Nội vụ Ấn Độ cũng ra lệnh cho các bang tăng cường an ninh tại những khu vực nhạy cảm để đề phòng các âm mưu tấn công khủng bố. Trở lại với tình hình tại Syria, ngày 15 tháng 8, thủ đô Damascus của Syria lại rung chuyển bởi một vụ tấn công ở trung tâm thành phố, gần nơi ở của các giám sát viên Liên Hợp Quốc đang làm nhiệm vụ tại Syria. Chính phủ Syria đã cáo buộc lực lượng nổi dậy đứng đằng sau hành động khủng bố này. Vụ nổ xảy ra gần khách sạn Damascus, nơi ở của các giám sát viên Liên Hợp Quốc, gần một sở chỉ huy quân đội và trụ sở nghiệp đoàn Syria. Hiện vẫn chưa rõ làm thế nào chiếc xe chở nhiên liệu có cài bom lại có thể lọt vào các chốt an ninh nghiêm ngặt xung quanh khu vực này. Giới chức Syria cho biết có ít nhất 5 người bị thương trong vụ tấn công nói trên, nhưng rất may là không có thành viên nào trong phái bộ giám sát của Liên Hợp Quốc thiệt mạng. Chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, đây là một vụ tấn công do lực lượng nổi dậy gây nên, đồng thời kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hỗ trợ Damascus ngăn chặn các vụ khủng bố như thế này. This is terrorism. It should be stopped. Đây rõ ràng là hành động khủng bố và phải chấm dứt ngay. Nếu những kẻ khủng bố cho nổ bom gần nơi sống của các quan sát viên Liên Hợp Quốc, thì những vụ tấn công tương tự có thể xảy ra ở bất cứ đâu. Cộng đồng quốc tế cần liên kết trong cuộc chiến chống khủng bố. Thời gian gần đây, thủ đô Damascus liên tục phải hứng chịu các vụ nổ bom. Đáng chú ý là vụ tấn công hồi tháng trước nhằm vào trụ sở an ninh quốc gia, khiến 3 quan chức quốc phòng cấp cao trong chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad thiệt mạng. Phái bộ giám sát viên Liên Hợp Quốc tại Syria sẽ kết thúc sứ mệnh vào ngày 19 tháng 8 tới. Theo kế hoạch, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ tổ chức một cuộc họp bàn về tương lai của phái bộ này. Huy chương vàng
vượt qua Cuba để đứng thứ 15 trên bảng xếp hạng. Quý vị vừa theo dõi bản tin thời sự tổng hợp của truyền hình Thông Tấn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.